Ngày 21 tháng 9 năm 2022, tại Tòa Tháp Thượng Hải, tòa nhà cao nhất Trung Quốc hiện nay, đã diễn ra một trận đấu lịch sử mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đó chính là trận chung kết cúp Thượng Hải Bôi lần thứ hai, với phần thưởng lên đến 30 vạn nhân dân tệ, tức là hơn 1 tỷ đồng Việt Nam. Đây có thể nói là trận chung kết trong mơ, được mong chờ nhất trong năm. Một cuộc đối đầu giữa hai thế lực cờ tướng mạnh nhất Trung Quốc thời điểm hiện tại. Một bên là Ngoại Tinh Lai Khách Vương Thiên Nhất, và bên kia là Xuyên Thục Thiếu Hiệp Trịnh Duy Đồng. Diễn ra ngay tại thời điểm rất nhạy cảm, khi mà hệ số ILO của đôi bên đang rất xích sao nhau. Thắng bại của trận này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vị trí xếp hạng trong tương lai. Một cơ hội không thể tuyệt vời hơn để Trịnh Duy Đồng có thể vượt qua Vương Thiên Nhất, trở thành người đứng đầu của đất nước tỷ dân. Sau khi trận đấu kết thúc, Vương Thiên Nhất đã có một buổi livestream chia sẻ tường tận về những âm mưu thủ đoạn cũng như diễn biến tâm lý của hai bên trong suốt ván cờ. Tại hạ sẽ dựa vào đó để chia sẻ đến các kỳ hữu những bí mật được ẩn giấu bên trong ván cờ đỉnh cao này nha. Xin mời quý vị cùng bước vào trận đấu. Sau màn bốc thăm công bằng nhưng đầy mai rủi, Trịnh Duy Đồng được quyền ra tay trước. Gương mặt anh hiện lên thần thái phức tạp, một chút vui mừng xen lẫn với một chút phấn khích. Sau khi hít một hơi lấy lại bình tĩnh, Trịnh mới động thủ. Chơi pháo 2 bình 5, khởi trận bằng thủ pháp mạnh mẽ nhất. Vương Thiên Nhất thì trái ngược hoàn toàn, vẻ mặt bình thản, thái độ trầm ổn, bình tĩnh chơi mã 8 tấn 7, bày trận bình phong mã ra ứng phó, loại hình phòng thủ kiên cố nhất trong tất cả. Trịnh lên mã, Vương xuất xe, Trịnh cũng xe 1 bình 2. Vương Thiên Nhất lúc này bỗng dừng lại suy nghĩ. Thường thì anh sẽ chạy tiếp bằng nước mã 2 tấn 3, hình thành trận bình phong mã tròn, nhường quyền lựa chọn thúc binh cho đối thủ. Nhưng lần này là đối mặt với cường địch lớn nhất trong đời. Thêm nữa là cách đây không lâu, Vương đã từng chứng kiến họ Trịnh dùng trận pháo đầu tấn tam binh kích bại Tưởng Xuyên một cách rất thuần thục và đẹp mắt. Rõ ràng Trịnh rất sở trường về trận pháp này. Vậy nên Vương sau một hồi đắn đo, quyết định thúc ngay bình 7, mời đối thủ bước vào trận bình phong mã thất bình máu lửa và đầy chông gai. Tiếp theo, nếu Trịnh Duy Đồng vẫn đối phó theo lệ thường là xe 2 tấn 6 vượt sông, thì Vương có một món quà nhỏ bất ngờ dành cho hắn. Đó là binh 3 tấn 1. Thay vì nhảy mã như chính cuộc, đẩy Trịnh vào cục diện mà Vương đã chuẩn bị sẵn. Lần này đến phiên Trịnh châu mày suy nghĩ. Dường như anh cũng đoán được ý đồ của Vương, và đáp án của anh là binh 7 tấn 1 đổi lại. Trịnh cũng đang chờ Vương nhảy tiếp mã 2 tấn 3. Bấy giờ anh mới cho xe vượt sông, trở lại cuộc pháo đầu thất binh, chuẩn sách giáo khoa. Chỉ mới qua vài chiếu thăm dò mà không khí đã bắt đầu căng thẳng. Cả hai đều hiểu nhau như lòng bàn tay, nên không ai dám manh động, chỉ liên tục thi triển thủ đoạn nhằm tìm ra sơ hở của đối phương. Tiếp tục, Vương Thiên Nhất lại không hề nhảy mã như Trịnh tính toán, mà bất ngờ chơi pháo 2 tấn 4 vượt sông, uy hiếp binh lộ 3. Giờ nếu để Vương tiếp tục pháo 8 tấn 4 phong xa, hình thành bố cục sông pháo quá hà lừng danh, thì tình hình sẽ rất không tốt. Vậy nên Trịnh liền chơi xe 2 tấn 4, quán triệt tư tưởng xe tuần hà nước nhà bình yên. Vương không khách sáo, lập tức pháo 2 bình 7 diệt chốt dọa tượng, nổ phát súng đầu tiên khơi mào cuộc chiến. Trịnh bình tĩnh vén tượng ra biên tránh né. Vương mã 2 tấn 3 nhanh chóng triển khai quân lực. Trịnh pháo 8 bình 7 uy hiếp cánh mã, nước cờ khống chế rất kinh nghiệm. Tiếp theo, thay vì xe 1 bình 2 như lẽ thường, thì Vương đột nhiên biến chiêu, chơi tượng 3 tấn 5 củng cố trung lộ. Trịnh sau một thoáng ngạc nhiên, vẫn chơi binh 7 tấn 1 công kích mã. Vương tượng 5 tấn 3 tiêu diệt, nước đi bắt buộc rồi. Chính bấy giờ mới mã 8 tấn 9, Vương pháo 8 bình 9, mời đổi xe. Trịnh tấn xe chém ngay. Vương thoái mã, đạp lại xe. Trịnh xe 9 tấn 1, âm mưu bình sang truy kích mã, hòng nhiễu loạn trận hình. Vương sĩ 4 tấn 5, mở đường cho chủ lực vào trận. Trịnh bất ngờ tung kỳ chiêu pháo 7 tấn 1, mời Vương đổi quân. Chiêu này rõ ràng nằm ngoài dự liệu của Vương. Anh bắt đầu rơi vào trầm tư. Giờ đen không đổi pháo, mà chơi pháo 9 bình 7 được không? Nếu đi như vậy thì đen đã sa chân vào cạm bẫy rồi. Đỏ sẽ pháo 7 bình 3, nổ pháo ngay. Đen pháo 7 tấn 4, nổ lại pháo. Đỏ tung diệu thủ, xe 9 bình 4, âm mưu nước sâu dần lên 2 trượng, bắt sóng pháo. Giờ đen phải đối phó thế nào đây? Đầu tiên, nước cờ ai cũng có thể thấy là đen chơi pháo 7 bình 1, nổ chốt, thoát thân. Đỏ có nước hay là xe 4 tấn 7, áp sát cửu cung, dọa bình sang, bắt sống mã. Đen phải ném mã ra biên. Đỏ mã 3 tấn 4, bề ngoài là dòm ngó trung binh, nhưng thực ra lại ám phục thủ đoạn pháo 5 bình 3, dọa sát tượng, rất nguy hiểm. Đen chỉ còn cách sĩ 5 thoái 4, tránh trước. Đỏ mã 4 tấn 6, truy sát mã. Đen xe 1 tấn 1, mời đổi. Đỏ xe 4 thoái 1. Đen buộc phải mã 3 thoái 2, tránh né. Đỏ vọt pháo nổ xung binh, hình thành thế không đầu pháo. Và chắc chắn đen không chống đỡ được lâu. Thứ hai là đen mã 8 tấn 7, đỏ tấn xe đánh pháo. Đen mã 7 tấn 8, yểm trợ. Đỏ mã 9 tấn 7, đen xe 1 bình 4. Đỏ mã 7 tấn 5, truy sát pháo. Đen xe 4 tấn 5, đỏ mã 5 thoái 3, đạp pháo. Đen binh 7 tấn 1, sang sông đuổi mã. Đỏ mã 3 tấn 1, thoát thân. Đen tiếp tục binh 9 tấn 1, truy sát. Giờ nếu đỏ mã 1 tấn 3 thì đen sẽ binh 7 tấn 1, chốc đôi quân. Nhưng đỏ có nước hay là xe 4 tấn 2, chốc mã. Đen mã 8 thoái 7, đuổi xe. Đỏ xe 4 bình 1, tiêu diệt chốt. Và kế hoạch phế trước đoạt sau của đen bị phá sản. Đen kém quân, kém thế, khó lòng chống đỡ. Đó là lý do vì sao trong thực chiến, Vương Thiên Nhất phải chơi pháo 7 bình 3, chấp nhận đội pháo. Trịnh mã 9 tấn 7, đạp lại pháo. Như vậy là sau thủ đoạn ép người quá đáng vừa rồi, Trịnh Duy Đồng đã thành công giải phóng cho mã lộ 3, đồng thời đưa mã cánh trái đến vị trí chiến lược hơn. Đường tiến công vô cùng rộng mở, một mũi tên bắn 2 con chim, rất lợi hại. Vương Thiên Nhất đương nhiên hiểu rõ những nguy hiểm đang rình rập. Nhìn sang chỉ thấy anh trầm tư khá lâu, cố tìm ra thủ đoạn đột phá. Lúc này tại phòng bình luận trực tiếp, Hồ Vinh Hoa và đại cao thủ Vương Bân có đề xuất 2 phương án cho bên đen. Đó là pháo 9 bình 6 và xe 1 bình 4. Và Hồ Tư Lệnh chốt lại là chơi pháo 9 bình 6 mới là nước cờ tốt nhất. Nhưng Vương lại không nghĩ như vậy. Anh chia sẻ rằng giờ nếu đen pháo 9 bình 6, đỏ sẽ xe 9 bình 2, đánh mã. Đen mã 8 tấn 7, đỏ mã 3 tấn 2. Tiếp theo sẽ pháo 5 bình 3, tổ chức công kích rất mạnh vào tuyến đấy. Trận hình của đen sẽ ngột ngạt, khó chơi hơn. Vậy nên quyết định cuối cùng của Vương là xe 1 bình 4, nhanh chóng đưa chủ lực nhập trận, đồng thời ngăn cản đường tiến công của mã. Trịnh liền xe 9 bình 2, đuổi mã như kế hoạch. Vương mã 8 tấn 7, Trịnh chơi tiếp mã 3 tấn 4, chuẩn bị nước sâu cho pháo 5 bình 3 đánh mã. Nước cờ đơn giản nhưng rất hiệu quả. Vương không dám chậm trễ, cho mã 7 tấn 6 thoát thân ngay. Trịnh chấp thời cơ, tiếp tục mã 7 tấn 6 truy sát mã lộ 3. Nước đi này lại khiến Vương đắn đo khá nhiều. Giả như lúc này đèn tượng 3 thoái 5 dùng pháo bảo kê mã thì sao? Đó có nước hay là xe 2 tấn 6 cắt dứt liền kết pháo mã. Đèn sẽ rơi vào 2 lựa chọn. Thứ nhất là đèn mã 3 thoái 1 tránh né, đỏ pháo 5 bình 6 đuổi xe. Đèn xe 4 bình 2, đỏ mã 6 tấn 4 dọa nhảy chiếu rất nguy hiểm. Đèn buộc phải sĩ 5 tấn 6 cản lại. Đỏ xe 2 bình 4 chém sĩ, tạo nên một thế công cực mạnh. Đèn khó mà chịu nổi. Thứ hai là đèn xe 4 bình 3 giữ mã. Đỏ vẫn mã 4 tấn 6 dọa chiếu. Đèn chỉ còn cách gác sĩ ngăn lại. Đỏ bình xe chém sĩ. Và với hình cờ này, đèn sẽ sớm buông cờ mà thôi. Trở lại diễn biến chính, Vương Thiên Nhất sau một hồi suy tính kỹ lưỡng cũng không còn cách nào khác, đành phải xe 4 tấn 2 giữ mã. Nhưng nước đi bất đắc dĩ này lại tạo nên một lỗ hổng lớn trong hình trận của Vương và Trịnh Duy Đồng. Một bậc thầy về khai thác điểm yếu, đã lập tức phát hiện ra ngay. Tiếp theo đó, anh lên một kế hoạch tấn công rất chính xác. Đầu tiên, chính nhẹ nhàng chơi pháo 5 bình 3 đánh tượng dọa sát. Vương trong lòng thầm kinh hãi, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến anh rùng mình. Giờ giả như đèn chơi tượng 3 thoái 5 thì sẽ là một sai lầm chí mạng. Đỏ tung diệu thủ pháo 3 bình 6 tróc nã xe. Đèn mã 6 tấn 4 cản lại. Đỏ mã 6 tấn 4 dọa chiếu, tiếp tục dùng pháo bắt xe. Đèn chỉ còn cách pháo 9 bình 6 cản lại. Đỏ vọt pháo nổ xe. Đèn sĩ 5 tấn 4 diệt pháo. Đỏ mã 7 tấn 6 truy sát mã. Và không cần nói cũng hiểu, đèn sẽ bại rất thê thảm. Bởi vậy, Vương chỉ có thể pháo 9 bình 7 mời đổi. Tiếp đó, Trịnh mới chơi pháo 3 bình 6 tróc nã xe. Vương xe 4 bình 6 tránh né, nước đi bắt buộc trôi. Trịnh lại tiếp tục bình pháo sang lộ 4, tạo nên một vòng kim cô siết chặt lấy hình trận của đối thủ. Động thái tiếp theo sẽ là xe 2 tấn 4 bắt chốt, xoáy mạnh vào điểm yếu chết người của bên đen. Liên tục 3 nước pháo ảo diệu, Trịnh đã chính thức vây khốn được Vương, chiếm thế thượng phong. Giờ mới thấy nước cờ pháo 9 bình 6 mà Hồ Tứ Lệnh đề xuất trước đó mới là chính xác. Dù đã ở độ tuổi gần 80, nhưng ông vẫn có thể suy tính sâu sắc và tầm nhìn xa như vậy, quả xứng danh là kỳ tài trăm năm của kỳ đàn Trung Hoa. Lại nói về Vương Thiên Nhất, anh biết mình đã lâm nguy. Nếu không sớm thoát ra khỏi tình cảnh này thì người bại trận chắc chắn sẽ là anh. Vậy giờ phương án nào mới là tối ưu cho Vương đây? Giả như lúc này đèn chơi binh 7 tấn 1 đánh mã được không? Đỏ phải tượng 1 tấn 3 tiêu diệt. Đèn pháo 7 tấn 2 đánh mã nhằm giải thoát trận hình. Nhưng đỏ có nước hay là xe 2 bình 6 giữ mã. Đèn vật pháo nổ mã. Đỏ tấn xe chém pháo, bắt sống luồng chiến mã. Đèn thua quân kém thế, tất phải bại. Thời gian trôi qua rất lâu, cuối cùng Vương cũng đưa ra một đáp án rất chính xác. Đó là binh 5 tấn 1. Nước cờ đơn giản nhưng vô cùng tinh tế, mở ra nhiều con đường sáng sủa. Có thể mã 3 tấn 5, sau đó thúc binh 5 sang sông mời đổi. Hoặc có thể mã 3 thoái 4, sau đó mã 4 tấn 5 tiếp tục mời đổi quân giải phóng trận hình. Thời điểm đó, một lượng lớn fan của Vương tỏ ra rất hào hứng, phấn khích. Họ cho rằng cục diện đã cân bằng, rằng Trịnh Duy Đồng chẳng ưu thế gì cả. Trịnh Duy Đồng sau một thoáng ngạc nhiên, vẫn xe 2 tấn 4 đánh chốt. Vương theo kế hoạch chơi mã 3 tấn 5, tiến đường bảo kê chốt. Lẽ ra lúc này Trịnh nên chơi sĩ 4 tấn 5 chờ đợi. Tuy là nước nguội nhưng lại khiến cho bên Vương rất khó đi. Nhưng Trịnh lại có suy tính khác. Anh lập tức xe 2 tấn 1 truy sát mã. Nước cờ này lại mở ra một cơ hội phản công ngàn năm có một cho Vương. Như kẻ buồn ngủ gặp được chiếu manh, Vương nhanh như chớp thúc binh 7 sang sông đánh mã uy hiếp xe. Trịnh giật thoát mình. Tuy vậy anh vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, dùng xe chém mã ngay. Vương binh 7 bình 6 chém lại mã. Đang phục thủ đoạn thúc binh tới đánh pháo, giải phóng vòng vây. Giờ Trịnh đơn giản chỉ cần sĩ 4 tấn 5. Vương có thúc binh tới thì Trịnh pháo 4 thoái 1, vẫn duy trì sự khống chế rất khó chịu. Nhưng thật bất ngờ, Trịnh lại chơi xe 5 bình 3. Ý tưởng nước sâu sẽ dùng vọt pháo nổ mã, sau đó chém tiếp pháo. Nước cờ có vẻ hợp lý. Ngay cả 3 vị bình luận viên trực tiếp khi ấy cũng gật gù công nhận. Giả như lúc này đèn pháo 7 bình 8 tránh né thì sao? Đó sẽ lui xe kẹp chết mã. Đèn đầm pháo chiếu tướng. Nếu đỏ thoái tượng, đèn có chiều xe 6 bình 7 mời đổi, chấp nhận phế mã, đoạt tượng khởi thế công. Vậy nên đỏ phải sĩ 4 tấn 5. Đen vẫn xe 6 bình 7. Đỏ bình xe chém mã. Giờ đen có tấn xe chiếu. Đỏ đơn giản pháo 4 thoái 2. Đen chẳng được lợi lộc gì. Thế nên đen phải bình 6 tấn 1 đuổi pháo. Đỏ xe 4 bình 2 đánh lại pháo. Giờ đen chạy pháo thì đỏ cũng chạy pháo. Đen chỉ có từ thua đến hòa mà thôi. Nhưng thực ra đây là một nước đi có vấn đề. Chỉ thấy hai mắt của Vương Thiên Nhất lóe sáng, sau đó đánh ra một chiêu rất mạnh. Đó là mã 6 tấn 8 tróc đôi xe và tượng. Nước cờ này khiến cả khán phòng như muốn vỡ òa. Gió đã đổi chiều. Cuối cùng thì Trịnh cũng mắc sai lầm. Trịnh Duy Đồng cũng nhận ra sự hớ hênh của mình. Anh vội tập trung tinh thần ứng phó, chơi xe 3 bình 2 truy sát mã. Lúc này phần mềm có đề xuất nước cờ mã 8 tấn 6 cho Vương vẫn là ưu thế rất lớn. Nhưng rõ ràng tâm lý con người không ai dám đi như vậy cả. Vất vả lắm mới thoát khỏi trùng vây, làm sao dám lao đầu vào tiếp cờ chứ. Bao nhiêu suy nghĩ quẩn quanh trong đầu. Cuối cùng Vương chọn binh 6 bình 7 giữ mã dọa pháo. Trịnh bình tĩnh sĩ 4 tấn 5 bảo kê. Tuy đã tạm thời chiếm ưu thế, nhưng con đường chiến thắng vẫn rất xa vời. Vương cũng nghĩ đến phương án xe 6 bình 4 đánh lại mã. Khi ấy Trịnh sẽ tượng 1 tấn 3 chém chốt. Vương ăn mã, Trịnh chém lại mã. Vẫn là một hình cờ tàn từ thắng đến hòa mà thôi. Nhưng đứng trước một cường địch công lực cờ tàn cao siêu như Trịnh Duy Đồng, anh cũng không dám chắc chắn. Nhỡ đâu hòa thì sao? Lúc đó lại phải lôi nhau vào cờ nhanh. Và rõ ràng trình độ cờ nhanh của Vương vẫn chưa thể so bì với Trịnh được. Trở lại diễn biến chính, Vương lúc này hùng tâm đột khởi, dứt khoát dụng mã đạp tượng. Nước đi rất bất ngờ. Chẳng phải Trịnh chỉ cần thoái xe về là chiến mã đi chầu ông bà sao? Trịnh Duy Đồng nghệ cao gan lớn. Dù trong lòng hơi hoài nghi, nhưng vẫn kéo xe về kẹp mã, xem đối phương có quỷ kế gì. Tiếp đó Vương chơi pháo 7 tấn 2 truy kích mã. Trịnh mã 6 thoái 7. Nước đi bắt buộc rồi. Vương tung diệu thủ xe 6 tấn 4 uy hiếp trung binh. Lúc này nếu đỏ vội bình pháo nổ mã, đen sẽ chém trung binh đuổi lại mã. Đỏ mã 7 tấn 8 thoát thân, đèn xe 5 bình 9 diệt chốt biên. Và với lực lượng 5 quân binh vô cùng hùng hậu, cộng thêm hàng phòng ngự sĩ tượng bền, tỷ lệ thắng của đen sẽ lên đến 90%. Điều này đã được các danh thủ xác nhận. Vậy nên trong thực chiến, Trịnh Duy Đồng phải mã 7 thoái 6 giữ trung binh, chừa lại chút vốn liếng để làm ăn. Vương chơi xe 6 bình 9 diệt chốt biên. Trịnh bấy giờ mới bình pháo nổ mã. Đánh tới đây, bên Vương 5 quân binh còn nguyên, hệ thống phòng ngự đầy đủ. Tuy Trịnh hơn quân, nhưng trận hình khuyết tượng, quân lực trời rạc, rõ ràng Vương đang chiếm thượng phòng lớn. Lựa chọn tốt nhất cho Vương là tượng 3 thoái 5, củng cố lại trận hình. Tuy nhiên thực chiến, Vương chơi binh 7 bình 6 cũng là một nước cờ mạnh không kém. Ý tưởng của nước đi này là duy trì áp lực lên cánh phải, khiến cho xe pháo của Trịnh không dám tùy tiện di chuyển, bởi đoàn phối hợp xe pháo chốt của Vương luôn chực chờ sẵn. Trịnh không hề nào núng, chơi tiếp mã 6 tấn 8. Tuy thất thế, nhưng chiến tâm của anh vẫn rất mạnh mẽ. Lúc này đen không nên vội dùng xe chém trung binh. Đỏ sẽ mã 8 tấn 7 tróc đôi quân. Đen xe 5 thoái 1 đánh mã. Đỏ có nước hay là xe 2 tấn 3 đánh lại pháo, đẩy đen vào 3 lựa chọn. Thứ nhất là đen tượng 3 thoái 5. Đỏ sẽ thừa cơ mã 7 tấn 6 đánh xe dọa chiếu. Đen xe 5 bình 4 đuổi mã. Đỏ xe 2 tấn 1 bảo kê mã, đồng thời kiểm soát hàng chốt, giành lại được tiên cơ. Thứ hai là đen tượng 7 tấn 5 giữ pháo. Đỏ pháo 1 bình 2 dọa dùng xe chém pháo. Đen xuất tướng. Đỏ tượng 7 tấn 9 giữ mã. Cục diện sẽ trở nên phức tạp, ưu thế của đen không nhiều nữa. Thứ ba là đen pháo 7 tấn 2 vừa tránh vừa dọa chiếu. Đỏ mã 7 thoái 6 đánh xe. Đen xe 5 tấn 1. Đỏ xe 2 tấn 1 tương lai sẽ quét sạch hàng chốt, cục diện sẽ trở nên hòa hoãn. Vương Thiên Nhất hiểu rất rõ con người của Trịnh Duy Đồng. Những lúc như thế này chính là lúc hắn nguy hiểm nhất. Bởi vậy nên Vương càng thêm cẩn thận. Anh không vội dùng xe chém chốt, mà chơi pháo 7 thoái 2. Nước cờ rất hay. Đang phục nước sâu, chơi pháo 7 bình 9 bắt lại quân của đối phương. Trong buổi livestream sau đó, Vương cũng có phân tích lại đoạn này. Anh nói rằng nếu giờ mà Trịnh muốn đánh hòa thì khá dễ. Chỉ cần Trịnh chơi mã 8 tấn 7 đánh trung binh, anh có chơi pháo 7 bình 9 thì Trịnh vẫn mã 7 tấn 5 đạp chốt. Anh dùng xe chém pháo, Trịnh ăn lại xe. Anh vọt pháo nổ xe, Trịnh mã 5 tấn 7 đạp thêm một chốt. Tuy vẫn ưu thế, nhưng rất khó thắng trong hình cờ này. Nhưng anh phát hiện ra một điều, rằng Trịnh cũng giống như anh, lòng kiêu hãnh rất cao, không bao giờ chịu hòa với người khác nếu tình thế không bắt buộc. Chỉ cần một chút cơ hội nhỏ nhoi, Trịnh cũng sẽ cố tìm đường chiến thắng. Và thế là Vương quyết định đánh cược một phen. Anh tin rằng Trịnh sẽ không chơi như thế, mà sẽ tìm cách để giành thắng lợi. Quả nhiên trong thực chiến, Trịnh sau một hồi trầm ngâm đã chơi một nước đi khá kỳ lạ, đó là tượng 7 tấn 5. Có lẽ ý tưởng của Trịnh là nếu Vương vận pháo 7 bình 9 thì Trịnh sẽ tượng 5 thoái 3, giữ lại quân lực để mưu cầu chiến thắng. Vương sau một thoáng kinh ngạc, bắt đầu tập trung tính toán. Sau cùng anh phát hiện ra đây là nước đi mềm yếu, thiếu tích cực. Trịnh lại phạm sai lầm, nhưng lần này lại nghiêm trọng hơn. Vương không hề do dự, lập tức dụng xe đã trung binh, chiếm thực lợi. Trịnh liền mã 8 tấn 7 đuổi xe như tính toán trước đó. Nhưng tình thế lúc này đã khác. Vương xe năm thoái một, tránh né, tiếp tục duy trì áp lực lên trung tượng, khiến cho Trịnh không dám tùy tiện di chuyển quân. Trịnh mã 7 thoái 6 đánh xe, Vương xe 5 tấn 1. Trịnh mã 6 tấn 7 đuổi xe, Vương tiếp tục thoái xe. Trịnh lại mã 7 thoái 6 bắt xe, Vương lại xe 5 tấn 1, nhất định không rời khỏi trung lộ. Trịnh cứ đuổi mãi thì sẽ phạm luật. Vậy nên anh phải biến chiêu, chơi xe 2 bình 3 truy sát pháo. Vương kéo pháo sang lộ 2, dọa đầm chiếu, động tác rất mau lẹ. Trịnh tượng 5 thoái 7 phòng thủ từ xa, cũng là tránh bị xe dòm ngó. Vương Thiên Nhất lúc này đã ở thế đại ưu, chiêu thức càng thêm lung linh ảo diệu. Xe đen như một áng mây lướt sang lộ 8, chuyển hướng công kích sang cánh phải của đối thủ. Lúc này đó mà dùng xe chém tượng, đen sẽ đâm xe chiếu, đỏ phải thoái sĩ. Đen tung diệu thủ, xe 8 thoái 2 chốc đôi quân, và đỏ chỉ còn cách buông cờ đầu hàng. Nhưng thủ đoạn nhỏ nhặt đó không qua được cặp mắt của Trịnh. Trong thực chiến, anh chơi pháo 1 thoái 1 cũng là nước đi hợp lý trong tình thế hiện tại. Vương nhân lúc đối thủ còn đang loạn choạng, lập tức đóng ngay trùng pháo, đang dọa đâm xe sát cục, nước cờ rất có lực. Trịnh lâm nguy bất loạn, liền cho pháo 1 bình 3 dọa tượng, ý tưởng là nếu Vương đâm xe chiếu thì anh sẽ lùi pháo cản. Vương đương nhiên sẽ không đâm xe chiếu, vì anh muốn kiểm soát chặt hàng tuyến cực kỳ quan trọng này. Vậy nên anh chơi tượng 7 tấn 9, tránh sự uy hiếp của pháo. Trịnh chơi tiếp mã 6 tấn 7 đánh trung binh. Lúc này đen mã vội binh 5 tấn 1, đỏ sẽ mã 7 tấn 5 dọa đạp chốt đuổi pháo. Đen muốn chiến thắng cũng không dễ dàng nữa. Vậy nên Vương đành thoái xe về yểm trợ chốt. Trịnh pháo 3 thoái 1 tránh bị đột kích bất ngờ. Vương chớp thời cơ đưa binh 5 sang sông, chuẩn bị nước sâu bình chiếu bắt sóng mã. Trịnh không còn cách nào khác, phải cho tướng 5 bình 4 kiên cường chống đỡ. Vương liền binh 5 bình 4 đuổi mã. Trịnh mã 7 thoái 6 trốn tránh, Vương tiếp tục binh 4 tấn 1 truy kích. Trịnh lại mã 6 tấn 8 tránh né, liên tục vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của đối thủ. Vương buộc phải dừng lại suy tính. Trên livestream, anh cũng chia sẻ rằng thực sự phải nói là Trịnh rất dẻo dai, khiến anh cũng chịu áp lực không ít. Giai đoạn này, anh phải suy nghĩ cẩn thận từng nước đi một. Chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi là mọi công sức coi như đổ sông, đổ bể. Một lúc lâu sau, Vương tiếp tục binh 4 bình 3 đuổi mã. Trịnh mã 8 thoái 7 phục nước sâu, nhảy lên trung lộ bắt đồi chốt. Tiếp đó Vương nhẹ nhàng binh 6 tấn 1 áp sát. Trịnh như đã tính toán, liền cho mã 7 tấn 5 chốc nạ chốt. Vương giả vờ như không thấy, thản nhiên chơi xe 8 bình 6 bày kế dụ địch. Vậy giờ đỏ dùng mã đạp chốt được không? Chắc chắn là không. Đèn có nước ác là binh 6 bình 7 chiếu tướng bắt xe. Đỏ chỉ còn cách kê xe vào mời đấu. Đen nhẹ nhàng pháo 5 bình 6 tiễn xe đỏ về nơi an nghỉ cuối cùng ngay. Mất xe thì đỏ cũng chẳng còn gì để tiếp tục. Trịnh Duy Đồng biết rằng ván cờ đã đi đến hồi kết, nhưng anh vẫn cố giãy giụa cho mã 5 tấn 6 lao lên đánh xe, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Vương sát cơ đã động, lạnh lùng tấn xe tới truy sát mã. Giờ nếu Trịnh lại mã 6 thoái 5 đuổi xe, thì Vương sẽ binh 6 bình 5 chiếu tướng. Mã đỏ cũng khó tránh khỏi án tử. Vậy nên Trịnh đành liều mạng, tiếp tục cho mã lao tới chốc xe. Vương nhẹ nhàng lui xe về bắt mã, một chiêu bình thiên hạ. Và ngay lập tức Trịnh Duy Đồng buông xuôi tất cả, chấp nhận ký biên bản nhận thua. Trịnh đầu hàng cũng là điều hiển nhiên thôi, vì nếu như Trịnh chạy mã thì vẫn dính chưởng binh 6 bình 7, chiếu tướng bắt xe của Vương. Còn như chấp nhận mất mã thì cũng không khác gì là thua cuộc cả. Trận chung kết lịch sử đã kết thúc, phần thắng thuộc về Vương Thiên Nhất một cách xứng đáng. Biểu hiện của Vương trong trận này phải nói là quá xuất sắc. Nhập trận với tư thế hậu thủ, tiếp đó lại trúng dàn kế của địch, khiến cho toàn quân bị vây khốn, tình cảnh thảm không kể xiết. Vậy mà Vương lại rất bình tĩnh, từng bước tháo gỡ, cuối cùng thêm vào một chút may mắn, đã từ nghịch cảnh phùng sinh lật ngược thế cờ một cách ngoạn mục. Chúc mừng Vương Thiên Nhất và xin chia buồn cùng Trịnh Duy Đồng. Phần bình luận đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.